Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 của thành phố Hà Nội, mới đây Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước là đảng viên tiêu biểu trong những năm qua các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đóng góp 39% giá trị phát triển kinh tế giải quyết 50% số lao động của thủ đô ghi nhận những đóng góp đó liên đoàn lao động thành phố hà nội đã biểu dương 90 cán bộ công nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu nhất trong năm 2019 đây là những tấm gương sáng thể hiện tinh thần trách nhiệm bản lĩnh trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn công nhân đã và đang nỗ lực phân đấu đó là những nhân tố mới có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn công đoàn phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động từng bước góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng cộng sản việt nam ngày càng vững mạnh